Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Dạ vâng, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, hôm nay thì em bớt một chút thời gian thì em sẽ làm cái video, làm cái video clip về chiếc âm ly PA506 và đôi loa BMB CS1000C. Vâng, thì em kết nối chiếc âm ly này với lại loa BMB, em cho nhạc lên và cũng cùng một bản nhạc đó và cũng cùng cái chế độ chỉnh là 50% đây. Thì khi các bác nghe âm ly không, đấy, các bác nghe nhạc bằng âm ly không, nó không có đầu giải mã. Đầu giải mã đây tức là từ những dòng nhạc digital là chuyển sang nhạc low net đó. Thì các bác hãy nghe thử và đánh giá thử xem khi các bác sử dụng âm ly rồi, các bác nghe nhạc rồi thì các bác có nên mua thêm những chiếc Dark X6 này để các bác sử dụng, để các bác nghe nhạc và các bác hát không nhá. Vâng, đây em sẽ mở to lên một chút ạ. Cũng là bản nhạc này nhá các bác nhá. Dạ vâng, các bác để ý hộ em nhé. Đây, ở đây em cho về 50% hết nhé. Và một lát nữa em sẽ cho nhạc chạy qua chiếc Epic Audio này, Dark X6 này. Và các bác nghe và đánh giá xem là nó hay hơn mình chạy âm ly không hay là mình chạy qua chiếc đầu giải mã kia. Dạ vâng, thì em cũng vừa cho các bác nghe thử một đoạn nhạc rồi, chắc là các bác cũng cảm nhận được rồi phải không ạ? Bây giờ em sẽ rút ra nhé. Bây giờ em sẽ cắm qua chiếc Dark X6 này. Đây, em cắm qua cổng USB. Đây, em sẽ cắm qua cổng USB nhé. Và bây giờ em sẽ rút jack 3.5 ra và em cho chạy qua đây. Và cũng là một bản nhạc này. Và các bác cũng có thể nhìn thấy đây, 10 hướng 12 giấy nhé. Và em chuyển cổng này. Đấy, các bác có thấy hay không ạ? Hay hơn rất là nhiều phải không ạ? Đấy, dạ vâng, tai của các bác thì chúng em không thể nào mà lừa được tai của các bác rồi. Và các bác cũng có thể nhìn thấy đây, em cắm qua cổng USB đây và bóng đã sáng đây. Nếu em gạt như này thì là cổng Quasia và không có tiếng nhạc luôn đây này. Đấy, và em sẽ gạt lên USB nhé. Đấy, sáng này và có nhạc. Vâng, kính thưa các bác, nhà các bác có âm ly hay rồi, có âm ly xịn rồi, có loa xịn, có loa hay rồi. Các bác chỉ cần thêm một chiếc FX Audio Dark X6 nữa thôi là tiếng nhạc của nhà các bác nó cực kỳ hay luôn rồi. Các bác có thể hát karaoke và nghe nhạc nó cực kỳ hay luôn. Vì là chiếc đầu giải mã này
nó sẽ lọc âm, nó sẽ lọc âm và nó sẽ kéo những âm thanh về với những cái nhạc âm gần với cái đĩa CD gốc nhất. Tức là em ví dụ như thế này cho các bác hiểu. Nó chiếc DAC X6 này thì nó làm cái nhiệm vụ đó là tái tạo lại. Đấy, tái tạo lại âm thanh. Đấy, tái tạo lại âm thanh thì những cái âm thanh mà nó đã bị mất và nó bị hao hụt thì chiếc DAC này nó sẽ tái tạo lại, và nó sẽ tái tạo lại một phần nào đó rất là lớn, cho nên là tiếng nhạc nó rất là hay, tiếng bass thì rất là ấm, trầm đậm, và những cái tiếng chép thì nó cực kỳ là sáng và rất là hay. Và đây em sẽ mở to lên một xíu cho các bác nghe thì đấy, em chỉ cần nhích lên một xíu thôi, các bác cũng đã cảm nhận được rồi, rất là hay. Dạ vâng, thì em cũng không có nhiều thời gian. Nếu mà em cũng rất là bận. Nếu mà em có nhiều thời gian thì em sẽ cắm mic vào và em sẽ hát thử cho các bác nghe luôn cả những cái tiếng mic. Vâng, và bây giờ em xin kính chào các bác nhé. Vâng, video chỉ có vẻn vẹn 7 phút thôi, nhưng các bác cũng đã cảm nhận được và các bác cũng đã hiểu được vì sao chúng ta nên, nhà chúng ta đã có âm ly hay rồi, đã có vang hay rồi, vì sao chúng ta nên mua thêm những chiếc FX Audio DAC 6 hoặc là DAC 7 hoặc là DAC 3, vì thì nó tái tạo lại những âm thanh nó rất là hay. Vâng, em xin khép lại video tại đây. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube JK ngày càng lớn mạnh và càng ngày càng cho ra những sản phẩm rất là hay và độc đáo nhé. Em kính chào các bác, hẹn gặp các bác lại những video tiếp theo.